Rồi bây giờ Tuấn bật nguồn lên nha. Đó các bạn đó đó. À, nó giật giật các bạn ơi. Nó tê tê ạ. Thì Tuấn cho nhỏ lại một chút. Sao mà mới bật nguồn mà sao nó mạnh thế nhỉ? Ai đó. À, nó giật các bạn ơi, nó giật. Nói chung là cũng không mạnh lắm đâu nhưng mà mình giật mình ý. Tại vì mà mới sử dụng là sẽ bị giật mình đấy. Xin chào, đây là cái máy massage cổ mà kiểu điện dung. Thì Tuấn thấy mọi người đánh giá khá là tốt cái sản phẩm này nên Tuấn đặt mua về để sử dụng và cũng sẵn tiện review cho các bạn xem sản phẩm này thực tế sử dụng như thế nào. Đây này các bạn, thì cái công suất của nó là 1W và thời gian sạc là từ 1 tới 3 tiếng. Đó, còn cái điện áp của nó là 3,7V. Tiếp theo là thời gian sử dụng thì được khoảng 15 phút. Rồi bên trong thì tất nhiên rồi là một cái máy massage rung điện. Tiếp theo là một cuốn hướng dẫn sử dụng thì toàn là tiếng Anh không các bạn, và một cục sạc micro. Đây cục sạc sẽ sạc vào bên hông này này các bạn. Đó còn ở bên tay như thế này, đây đặt như thế này mới đúng này. Ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có được cái ba cái nốt điều khiển. Thứ nhất là nốt tắt nguồn này các bạn này, đây là nốt tắt nguồn này. Tiếp theo là cái mức độ này, cái cường độ xung điện này các bạn, là nút cộng ấy, là mình tăng. Tiếp theo là mình giảm xung điện thì nó có các mức xung điện khác nhau từ nhỏ tới lớn. Rồi để Tuấn đeo lên sử dụng nha. À quên mất, ở bên trong này này các bạn thì nó có bốn cái miếng xung điện đấy. Thì bốn cái miếng này được làm từ inox 304 đó, để nó xung điện. Rồi bây giờ Tuấn bật nguồn lên nha. Đó các bạn đó đó. À, nó giật giật các bạn ơi. Nó tê tê ạ. Thì Tuấn cho nhỏ lại một chút. Sao mà mới bật nguồn mà sao nó mạnh thế nhỉ? Ai đó. À, nó giật các bạn ơi, nó giật. Nói chung là cũng không mạnh lắm đâu nhưng mà mình giật mình ý. Tại vì mà mới sử dụng là sẽ bị giật mình đấy. Rồi rồi để thế này là vừa, kiểu như là giống như là nó đang hút cái da của mình nhá, nó hút lại vào cái miếng xung điện đấy các bạn, đó rất là sướng. Rồi lúc đầu thì chưa quen nên là có cảm giác bị giật mình, nhưng mà khi đến bây giờ rồi thì Tuấn đã thấy nó quen rồi đấy và cảm thấy nó hơi hơi đã một chút. Bây giờ Tuấn tăng lên xem. Rồi. Lúc đầu ấy thì nó đánh kiểu như là giống như kiểu là đánh điện như trên bếp ga các bạn, thì nó có một cái đánh điện ấy đấy đấy, nó vừa dùng nó vừa đánh điện đấy các bạn, thì nó rất là nhẹ thôi. 3,7V thì không sao đâu các bạn ạ, nó đánh rất là sảng khoái đấy. Đầu tiên thì nó đánh từng từng miếng một, nó đánh xong rồi cứ dần 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 là nó sẽ đánh bốn miếng, nó đánh rất là nhanh các bạn, nó thành bốn chỗ, nói chung là sảng khoái. Rồi Tuấn thử tăng thêm một nấc nữa xem nào, à, hết cỡ nha, thì nó có 8 nấc. À rồi các bạn rồi ơ chạy chạy ô nó giật xuống, hơi giật mình một chút nhưng mà sướng. Đó, thôi để Tuấn giảm giảm lại. Tuấn giảm lại là 2 3 bước 5 đi. Đặt xuống bằng bước 5. Đó, bước 5 mà nó đánh thấy cũng sướng lắm rồi các bạn. Đó, nó đang đánh đấy. Đó, 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 đó. Đó. Rồi, như thế này nữa này các bạn. Nó đánh Rồi,
Có nghĩa là nó đánh một một lúc khoảng độ đâu đó khoảng 3-4 giây gì đấy, đánh rất là mạnh. Xong rồi nó lại dừng, nó dừng xong rồi nó lại đánh từng miếng dung điện, nó đánh khác nhau thành 4 chỗ. Đó, xong nó lại đánh cùng lúc 4 miếng nó đánh, đó, nó đánh rất là sướng cho các bạn nha. Ôi sảng khoái thật đấy. Bây giờ đúng là bây giờ mới thật sự là cảm nhận thấy được cái sự sảng khoái thật sự này các bạn này. Đó. Lúc đầu thì nó chưa rung điện nhiều. Bây giờ nó rung rất là đều nha. Có cảm giác rất là sướng luôn đó. Đây để Tuấn quay lại cho mọi người xem nhé. Đó. Mọi người có thấy rõ không ạ? Ôi rất là sướng nha. Quá. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng thế, con gái hay là đàn ông, mình nghĩ nên để mức 5 như Tuấn đây này là vừa. Chứ mà các bạn để mức 8 giống lúc nãy là nó giật, là giật mình luôn đấy. Biết là không sao đâu, nhưng mà mình có cảm giác nó giật mình ấy, thì cứ từ từ rồi làm quen rồi mình sẽ bật cái nấc cao nhất. Đó. Mình chưa quen mà, cho nên mình phải đi từ nấc nhỏ cho tới lớn để làm quen dần dần để đỡ bị giật mình ấy, nó thích ứng. Wow, rất là sướng rồi các bạn ạ. Đây này các bạn, cho các bạn xem nhé. Nó dùng không biết là như thế này thì lại không xem được nhỉ. Nó đánh điện chứ nó không rung nên là các bạn không thấy được. Wow, rất là sảng khoái. Đấy, Tuấn đang để mức 5 nha. Đó, nó đánh, nó giật giật rất là sướng. Thực ra thì sản phẩm này Tuấn đã sử dụng được đâu đó khoảng 10 ngày rồi đấy các bạn ạ. Bởi vì là một phần là Tuấn muốn mình trải nghiệm thật là chính xác để xem sản phẩm như thế nào rồi mới đưa ra một cái đánh giá chi tiết nhất cho các bạn được. Đó, thì sau cái thời gian Tuấn sử dụng ý, thì Tuấn thấy mình cảm giác nó ngủ ngon hơn các bạn. Thì Tuấn nó thực sự là một ngày Tuấn ngủ rất là ít ngoài công việc chính ra này, rồi còn phải đi quay kiếp linh ta linh tinh các kiểu. Đó, thì khi mà Tuấn sử dụng cái sản phẩm này, Tuấn thấy ngủ được sâu giấc hơn, ngon hơn, cái kiểu như là lưu thông khí huyết đó các bạn. Đó, rất là sướng. Và Tuấn thường thường thì tới ngày khoảng ngày thứ 5 ý, là Tuấn luôn luôn là mở cái mức 8 là cái mức mà mình thích rất là, nó rung rất là mạnh. Mỗi lần mà mệt mỏi đó thì mình sử dụng. Chắc là các bạn nghĩ là như đầu video ấy, các bạn nghĩ là sạc là từ 1 đến 3 tiếng mới đầy pin và chỉ sử dụng được khoảng 15 phút thôi, các bạn thấy rất là ngắn đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, như thế là dài đấy các bạn. Mỗi lần các bạn sử dụng ấy, các bạn chỉ cần sử dụng tới khoảng độ 3-4 phút thôi, 3-4 phút thôi là được rồi. Cao lắm thì lên 5 phút là các bạn thấy là sảng khoái lắm rồi, không cần phải sử dụng thêm nữa. Nên là các bạn không phải lo về cái vấn đề pin nha các bạn nhé. Đó, và sản phẩm này rất thích hợp cho các cái bạn mà ngồi văn phòng nhiều ấy, ngồi ghế nhiều, ngồi suốt cả ngày này, hoặc là các cô các chú, bố mẹ, các ông các bà mà lớn tuổi thì sử dụng cái này rất là tốt nhé. Nó giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi, lưu thông khí huyết và cái giá thành cũng khá là rẻ nữa. Đó. Video của Tuấn cũng xin kết thúc tại đây. Bạn nào đã sử dụng sản phẩm này rồi thì hãy bổ sung thêm đánh giá của mình dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và link mua sản phẩm Tuấn cũng đã ghi ngay đầu bình luận cho mọi người tham khảo. Và các bạn muốn Tuấn review thêm sản phẩm nào nữa thì cứ comment đi nhé. Và đừng quên đăng ký, bật chuông thông báo để luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tuấn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.